Hiện tại, chấn thương cậu ta đang có những tiến triển rất tốt. Vậy nên, ban huấn luyện muốn để ông Duy ở lại để tiếp tục theo dõi. Trận mở màn giải Tứ Hùng, chắc chắn Hồng Duy sẽ không thể ra sân. Nhưng các trận đấu tiếp theo, chúng tôi vẫn sẽ nghe ngóng kết luận của đội ngũ y tế để có lựa chọn phù hợp nhất. Tôi rất ấn tượng với sự nỗ lực vươn lên của cầu thủ này. Đội tuyển Olympic thì đa phần các em cũng là thành phần của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua. Với cá nhân em thì việc thi đấu và hòa nhập cùng các em của Olympic thì rất là thuận tiện. Thì chúng em đã được ăn ở tập luyện với nhau suốt thời gian trong vòng 2 năm. Thì cái câu hỏi thứ hai thì với cá nhân em thì việc 4 cầu thủ trên tuổi Olympic được huấn luyện viên Bắc siêu thì với cá nhân em thì bọn em đang có một cái phong độ rất tốt, cố gắng sẽ cùng 30 cầu thủ tập luyện và để cố gắng thi đấu một cái giải cũng luôn thật tốt để huấn luyện viên có thể chọn ra một cái đội hình tốt nhất để tham dự ASEAN. ASEAN là mục tiêu chính của cá nhân toàn đội, mong rằng khi ASEAN toàn đội sẽ đạt được thành tích tốt.